Xin kính chào cô chú anh chị, ngày mới ăn lành ạ. Rất vui gặp lại cô chú anh chị trên kênh Nấm Mắm Miền Tây. Cô chú anh chị, hôm nay chúng ta sẽ làm một lộ trình ngắn ngắn nha, từ bến đò cột dây thép nha mọi người. Ở đây là khu vực bến đò cột dây thép để đưa bà con mình qua bên kia Cù Lao Viên, là cũng như mình đến chùa Đảo Nằm ha, hay là mình đi qua Cồn Én đi bến đò cột dây thép này gần hơn. Thì thôi bây giờ mình, nãy giờ mình cũng ghi hình bến đò rồi, bây giờ mình sẽ làm một lộ trình từ đây đi ra chợ mới nha mọi người, là một lộ trình ngắn ngắn để cho bà con mình xem, chia sẻ bà con sinh hoạt ở chợ, khu vực chợ mới cho bà con mình xem nha. Xin mời. Với lại thị trấn chợ mới luôn nha mọi người. Cột dây thép ở đây đâu, mình đi mình cũng hỏi thăm mấy lần luôn á, tại vì bến đò cũng nhỏ, bến đò ngang nhỏ nhỏ đó mọi người, cho nên là mình đi ngang mình không thấy cái bảng á, cái bảng để cao quá mình không thấy cái, mình phải đi hỏi hoài luôn, mấy lần luôn mới tới được cái bến đò đó. Cho nên bây giờ mình biết rồi, mình cũng muốn chia sẻ với mọi người, cho bà con ở những nơi xa có cần tiện mà đi du lịch ở bên Cù Lao Viên, thì cũng dễ dàng biết đường bến đò mà qua cho nó gần ha mọi người ha. Mình là cái đường đi vào bến đò chợ thủ nè, đó cả nhà mình nhìn thấy người trong đó chạy ra, và đây là bến đò, bến đò chợ thủ. Cứ lâu lâu như vậy đó thì Kim cũng
muốn ghi hình lại khung cảnh của huyện Chợ Mới mình cho bà con gần xa xem. Gần thì bà con mình lưu thông hàng ngày thì không có lạ gì rồi phải không ạ? Nhưng những bà con ở xa, dạ, những bà con đi làm việc ở nơi xa hoặc là định cư ở một nơi xa xôi thì có lẽ cũng nhớ quê hương da diết, cũng giống như Kim vậy đó. Kim cứ quê hương mình bao giờ cũng là tất cả mọi người, dù giàu đẹp hay là nghèo khó gì cũng là quê hương mình, cho nên biết bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ, cho nên là Kim cũng muốn ghi hình lại để chia sẻ với tất cả bà con gần xa xem, để nhìn thấy lại quê hương mình, nhìn thấy lại con đường đó và những căn nhà thân quen đó. Dạ, cho nên Kim cũng lâu lâu thì Kim tour lại một lần để chạy lộ trình như vậy. Biết rằng Kim chạy lộ trình Chợ Mới hoài rồi cũng nhiều rồi, cũng sẽ gây nhàm chán cho một số bà con, nhưng mà thôi thì cũng mong bà con thông cảm với những bà con ở xung quanh đây, hoặc là xem thường ngày thì sẽ nhàm chán, và với những bà con ở xa thì thôi mình cũng thông cảm nha mọi người, mình cũng thông cảm để cho Kim ghi hình những lộ trình thời gian gần nhất, để cho những bà con ở xa xôi, bà con có dịp để xem lại để đỡ nhớ nhà. Dạ, Kim cũng tha thiết mong tất cả bà con mình có sự thông cảm nha. Và Kim nhắc lại nha, đây là xã Long Điền A. Xã Long Điền A này thì cũng giáp với lại thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới nha mọi người. Hồi nãy thì mình xuất phát, mình bắt đầu từ bến đò cột dây thép. Dạ, bến đò cột dây thép đó thì đưa bà con sang bên kia là Cù Lao Viên. Dạ vâng. Chợ thủ của xã Long Điền A. Mọi người, dạ, đây là xã Long Điền A, còn xã Long Điền B là đi cái đường bên kia. Dạ, hai xã đều giáp ranh với lại thị trấn Chợ Mới hết nha, nhưng mà xã này thì giáp ranh ở đầu này, còn xã kia giáp ranh ở đầu kia. Dạ, nhưng vì tiện việc đi ngang qua đây thì Ấm Áp Miền Tây cũng muốn ghi hình lại những nơi mình đi qua để chia sẻ với bà con xem để đỡ nhớ nhà.
khách cũ ngày xưa của huyện Chợ Mới. Còn bây giờ thì dời đi về huyện rồi. Bến đò Voi Lửa nha. Bến đò Voi Lửa đó thì đưa bà con mình qua bên kia là Đồng Tháp nha mọi người.
thị trấn Chợ Mới nè mọi người. Mình bước qua cổng chào này thì sẽ đi qua Chợ Mới nè. Dạ. Đây. Mình bước qua cổng chào này thì sẽ đến huyện Chợ Mới, thị trấn Chợ Mới nè nha mọi người. Dạ, còn đây là ngã ba. Ngã ba thì bên tay trái mình là bến xe nè. Bên tay trái mình là bến xe mới nè mọi người. Bên trái mình là bến xe khách mới của huyện Chợ Mới nè. Dạ, hồi nãy mình có đi ngang bến xe cũ đó. Bây giờ mình đến xe mới. Thôi thì đến đây, lộ trình của mình đến đây thôi mọi người ơi. Kim xin tạm dừng video của mình ở đây nha. Và phía trước ngã ba mình thì hai ngã hướng nào mình cũng đi về Chợ Mới được hết nha mọi người. Đây. Thôi thì có lẽ Kim cũng xin tạm dừng video của mình ở đây. Rất cảm ơn cô chú anh chị suốt thời gian qua đã luôn yêu mến đồng hành và ủng hộ kênh Nắm Mắt Miền Tây ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào những clip sau. Xin chúc tất cả bà con mình thật nhiều sức khỏe, thượng lộ bình an, vạn sự lành. Xin chào tạm biệt, bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.